Cái này là bà các cụ truyền lại bí kíp à? Tắm mèo này bán bao tiền đấy bà? À bà đi bán những cái cây măng ngon này ạ. Hôm nay là hai bà đi sợ mưa rau luôn. Ở đây thì bán cái bó à? Bó là bao tiền đấy ạ? Đấy, những cái con chó con rất là nhiều các bạn này. Con này bán được nhiều lợn nhá. Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đưa mọi người đi khám phá những phiên chợ vùng cao. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ Mường Hung mọi người ạ. Một trong những cái phiên chợ vùng cao mình nhé. Phiên chợ này thì được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần và được bà con bày bán rất là nhiều các mặt hàng ở khu vực chợ phiên ngày hôm nay. Và sau đây thì mình xin mời tất cả các bạn đi cùng mình vào chợ nhá. Xin mời tất cả các bạn nhá. Các bạn ạ, thì hiện tại thì mình đang có mặt tại cổng chợ Mường Hung nhé. Ở đây thì bà con đang tấp nập ra chợ để mua hàng và bày bán hàng này các bạn này. Đây các bà là đi chợ là cũng mua được khá là nhiều những cái mặt hàng các bạn ạ. Bà cũng đi chợ này các bạn này. Trước tiên là mình đi qua chợ là mình có đi qua một cái cây cầu nhé. Và đây thì có một cái khe suối nhỏ nhỏ này. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn vào chợ nha các bạn nhé. Ở khu vực trước mặt các bạn đây thì bà con về bán những cái điệu lưng hay sao mọi người ạ. Về bán rất là nhiều này các bạn này. Cái này là cái gì đấy chú? Cái này là được gọi là cái gì đấy ạ? Đuôi củi đấy ạ? Điệu củi ạ. À, điệu củi điệu thóc. À, đeo lên lưng là mình đỡ bị đau lưng đúng không? Đeo lên lưng. Vâng. Cái gì cũng điệu được. À, cái gì cũng điệu được. Vâng. Để đi lấy cỏ ấy nhỉ? À, mình cho lên đấy để điệu nhỉ? Vâng. Cái này bán bao tiền chiếc đấy à? 130 đấy ạ. À, 130 một chiếc à? Cái này chú tự làm à? À, đẹp nhỉ? Ở đây thì các chú làm những cái điệu để điệu cỏ này, điệu củi này các bạn này. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, những cái dây được làm từ những cái bao người ạ. Làm rất là đẹp, rất là hoa văn các bạn ạ. Và buổi sáng ngày hôm nay thì bà con cũng đang ra chợ này các bạn này. Tiếp theo thì mình lại di chuyển lên trên một chút nha mọi người. Đi đến khu vực trên này một chút thì vì thấy là bên này thì bà con bày bán rất là nhiều những cái mặt hàng này các bạn này. Như đỗ này các bạn này. Đỗ được bóc này các bạn này. Bãi cái này là cái gì đây ạ? Đậu thối ạ. À đậu thối mọi người ạ. Đấy, đậu thối màu đen nhá mọi người nhá. Và những cái quả ớt này rất là nhiều các bạn này. Các bà đã đi chợ là không sạch được một hai túi đồ các bạn ạ. Bên này có một chị tóc rất là đẹp các bạn này. Tóc rất là dài luôn. Ở đây thì được bày bán những cái mặt hàng thuốc nha mọi người. Thuốc nam ạ. À đau chân đau nhức xương khớp đấy ạ. Là lấy cái đấy về đun nước uống à? À. Vâng vâng. À. À thuốc xương khớp và thuốc dạ dày. À. Xoải thận nữa. À, thế là bà bán nhiều loại thuốc đấy nhỉ? Nhiều loại nhất. Vâng. À bà có tên là Hoàng các bạn ạ. À, tên Tần Tả Mẩy à bà?
Cái này là thuốc bà tự đi nhặt ở trên rừng đấy ạ? Tự đi nhặt. À. Có người giải cho. À. Cái này là bà các cụ truyền lại bí kíp à? Dạ. Và ngoài ra thì bà còn bán chanh leo à? À, chanh leo là bao nhiêu tiền đấy hả bà? 20.000 cân đấy ạ. À, cũng nhà bà tự trồng đấy ạ. Vâng. Thế nhà bà cũng gần đây không? Gần ạ, ở trên Nậm Pung ạ. À, trên Nậm Pung ạ. Biết cháu, biết em. Dạ có. Thế là bà vừa bán thuốc, bà vừa bán chanh leo. Vâng. Bà còn bán gì nữa không? Vâng. Vâng, vâng. Thế là hôm nay bà bán được chút nào chưa? Bán được một ít. À, bán được một ít rồi ạ. Vâng, vâng. Đấy, con cảm ơn bà nhé. Đi tiếp lên trên này thì cũng rất là nhiều bà con này các bạn này. Ở đây thì được bày bán bánh bò mình ạ. Bánh bò và những cái hạt cốm rất là ngon này các bạn này. Ở đây đang là mùa cốm hả bà? Cốm đầu mùa đấy ạ. À, cốm đang là đầu mùa đấy ạ. À. Ăn thử cái xanh xanh. Vâng. Cái này là bán theo bơ hả bà? Một bơ là 20.000 ạ. Mùa này cứng nhỉ bà nhỉ? Sắp gặt hết rồi cháu ơi. À. Thế bà hôm nay bán được nhiều bơ chưa? À, chưa ạ, mới đến chợ ạ. À? Vâng. Thế là em gái lấy một bơ à? Một bơ nhai chơi. Vâng, đúng rồi, nhai chơi nhờ. Bên này lại khác hả bà? Khác. Rất là ngon các bạn ạ. À. Ở đây thì cũng bày bán bánh bò này con này. Cốm rất là nhiều luôn. Bà ở đây là bà là người đồng bào dân tộc gì đó bà? Người Giấy đấy. Người Giấy ạ? À? À, người Giấy cũng làm cốm à? Ừ, người Giấy cũng biết làm mà. À. Cháu tưởng chỉ người Tây, người Tây hay làm nhỉ? Người Giấy cũng làm ạ? À? Người Giấy. Người Hà Nhì với người Giấy, người có người Tây không nhỉ? Chợ đây chỉ người Hà Nhì với là người Giấy hả à, bà? Và Hà Nhì ạ? À? Vâng. Bà người Giấy đi bán cốm rồi ạ. Và tiếp theo thì mình lại di chuyển lên trên này một chút. Các bà đang mặc những cái bộ trang phục đen đen này các bạn này, được gọi là người đồng bào dân tộc Hà Nhì nhé mọi người. Ở đây thì bà con lại bán thuốc rất là nhiều các bạn ạ. Đi lên cái khu vực này một chút thì bên này thì Kỳ thấy là cũng bày bán rất là nhiều những cái mặt hàng này các bạn này. Ở đây thì có thể bán những cái quả táo mèo mọi người ạ. Táo mèo này bán bao tiền đấy bà? 15.000 một cân ạ. À, 15.000 một cân à? 15.000 một cân mọi người ạ. 15.000 một cân táo mèo các bạn nhé. Đấy, quả rất là to này các bạn này. Táo mèo tươi. Đây là nhà chị có cây à? À, trồng từ y tí mang xuống bán ạ. À. À. Vâng. Bây giờ là đang mùa táo mèo đấy nhỉ? Vâng. À, hiện tại là ở trên vùng cao này là đang trong cái mùa táo mèo nhá mọi người. À, trong cái mùa bà con đang thu hoạch những cái quả táo mèo mang ra chợ bán này các bạn này. Ngoài ra thì bà con cũng bày bán rau rất là nhiều các bạn ạ. Rau thì cũng rất là nhiều, ớt này các bạn này. Đây là chị là người Hà Nhì à? À. Người Hà Nhì thì được gọi cái quả này là như thế nào chị? Táo mèo. À, tiếng Hà Nhì đấy à? Sư Pú Sư ạ. À.
cái quả sư cua su mọi người ạ. Đây. Quả to nhỉ? Ở đây trồng tốt nhỉ? Kiểu là quả này là nó ưa đất lạnh nhỉ? Và bà đang thưởng thức một cái quả táo mèo này các bạn này. Có chát không bà? Bà đang thử táo mèo nhau nhá. Ăn là những cái quả táo mèo. Ăn này có sợ đau bụng không bà? Đây thì toàn là người đồng bào Hà Nhi mọi người ạ. Thì em gái này đi đâu bẩn hết chân này. À, em đi đâu đấy? À, dẫm vào bùn là đi xuống dưới rửa chân đi cho sạch. Ngoài ra thì ở đây thì bà con cũng bày bán rất là nhiều các mặt hàng các bạn ạ. Ớt này các bạn này. Đấy, những cái quả ớt được bà con đóng trong những cái túi nhá mọi người nhá. Cũng khá là nhiều các bạn ạ. Ở đây thì được bày bán gạo với lạc. Gạo thì cái này có phải gạo nếp không nhỉ cô nhỉ? Gạo nếp đấy. Gạo này trồng trên nương hay là trồng ở ruộng à? À trồng trên nương à? Gạo nương đấy đúng không? Đấy, những cái mặt hàng gạo nương thì cũng rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, cô lấy hết à? Ở trên này thì cũng rất là nhiều những cái mặt hàng đỗ các bạn ạ. Đỗ đen này, đỗ hạt to này các bạn này, cũng rất là nhiều này. Ngoài ra thì ở trên này thì Kỳ thấy là bán cả những cái củ sâm đương quy nhá mọi người nhá. Những cái củ sâm đương quy ở trên này thì bà con trồng thì dê rất là nhiều các bạn này. Đấy. Thân rất là nhiều thịt nhá mọi người nhá. Đấy. Cái này về ngâm rượu rất là tốt này các bạn này. Đấy. Nhìn dê này vẫn còn nguyên cây này, rễ rất là dài các bạn nhỉ. Này, này các bạn muốn mua những cái mặt hàng sâm đương quy về ngâm rượu thì các bạn có thể liên hệ qua kênh của mình nhé. Ở đây thì sâm rất là nhiều các bạn này, nhìn những cái củ rất là to này. Đấy, rất là đẹp này. Nói chung là Kỳ thấy là củ to rất là đẹp các bạn ạ. Mang về ngâm rượu hoặc mang về hầm thịt nhé mọi người. Ớt thì cũng rất là nhiều, đỗ táo mèo này các bạn này. Ở đây thì lạc này là lạc khô hả bà? À khô ấy đó. À lạc đỏ mọi người ạ. Lạc khô đỏ nhá mọi người nhá. Đấy bà đang phân chia ớt à? Mỗi túi này là 10.000 à? À 10.000 một túi à? Bà bán được nhiều túi chưa? Hôm nay thì bà đi bày bán ớt cũng rất là nhiều các bạn này. Cái chợ này cũng rất là nhỏ nhắn. Đấy, mộc mạc giản dị mọi người ạ. Được bà con bày bán khá là nhiều những cái mặt hàng ở đây. Đây hiện tại thì bà cũng vừa đến chợ này các bạn này. Đang chuẩn bị bày hàng các bạn ạ. À, bà đi bán những cái cây măng mon mọi người ạ. Măng mon và rau rất là nhiều các bạn này. Bà vừa đến chợ đúng không? Bà ông hôm nay là chú ở đây là chở bà đến chợ này các bạn này. Ở đây thì đỗ rất là nhiều. Cô hôm nay đi chợ mua gì ấy cô? Mua rau mua đồ ạ. À à mua thêu đồ đi Sapa bán ạ. À cái này là đều đồ thêu đấy à? Cái này mua Sapa về bán rồi. À tơ ạ. Tơ làm tơ à. Tức là mua từ Sapa về đây bán ạ. Ừ cái này tơ thì đi mua Sapa. À quả chanh leo ấy. Dạ vâng. Quả đều bốn mà. 100 bao nhiêu? 15.000. Đây thì bà đang bày rau này các bạn này. Đấy rau ở đây thì rất là tươi tốt các bạn ạ. Một bó bao nhiêu đấy?
10.000 á. Một bó măng mon là 10.000 nhé các bạn nhé. Rau ở đây thì bà con trồng rất là sạch các bạn ạ. Tiếp theo thì mình lại di chuyển xuống dưới này một chút, thì ở dưới này thì có những cái bó mướp các bạn ạ. Ngoài ra thì ở bên này thì Kỳ thấy là bà mày bán cả ổi nữa các bạn này. Ấy, những cái quả ổi được đóng trong những cái túi nhá mọi người nhá. Đi xuống dưới này thì mình thấy là ở đây thì khá là nhiều những cái quả táo mèo các bạn ạ. À, táo mèo tươi này các bạn này. Táo mèo bà bán bao tiền cân nhỉ? À, 1 cân 15.000 à? Quả to nhỉ bà nhỉ? Cái này là quả gì đấy à? Dạ. À, bà nói tiếng Hà Nhì sao mà kìa, mình không hiểu đâu lắm. Đây này, những cái quả này rất là hay này các bạn này. Ở đây thì cũng các bà là cũng đang bóc lạc các bạn ạ. Bóc lạc và đây thì cũng rất là nhiều những cái quả táo mèo này các bạn này. Tiếp theo thì mình lại đưa các bạn di chuyển vào trong khu vực chợ nha mọi người. Ở đây thì bà con cũng đang đi chợ này các bạn này. Khu vực bày bán hoa quả bánh rất là nhiều các bạn ạ. À, ngoài ra thì ở đây thì có bày bán phở mọi người ạ. Ở những cái túi phở này có đi kèm rau thơm này các bạn này. Vâng. Mua bánh nướng đi, bánh nướng làm. Vâng, làm thủ công hết ạ. Vâng. Ở đây thì những cái mặt hàng bánh rán các bạn ạ. Bánh rán thì ở đây thì bà con bày bán rất là nhiều và tiêu thụ ở đây thì cũng khá là tốt nhá. Đi sang đây thì lại cái mặt hàng cốm này ạ. Vâng. Cốm đây không xanh nhỉ bà nhỉ? Xuống chờ cho. Vâng. Cái này bà bán theo bơ à? Không phải đợi, nhanh lên. À, bơ 20.000 à? À, bà bán thêm cả bánh rán nữa à? Bánh rán này bao tiền trước à? À, 2.000 một chiếc à? À, 2.000 một chiếc bánh rán người à? Cái bơ cốm này thì 20.000 nha mọi người. Ở đây thì khu vực bà con về bán bánh rất là nhiều này. Con cảm ơn bà nhá. Chú ở đây là mua luôn một túi bánh này các bạn này. Ở đây bánh rán nhiều nhỉ bà nhỉ? Vâng. Sang đây thì cũng những cái mặt hàng bánh rán phở này các bạn này. Phở ở đây thì cũng rất là nhiều các bạn ạ. Cái này là cứ mỗi túi một cân đấy nhỉ? Vâng, mỗi túi một cân đấy ạ. Bao tiền túi đấy ạ? 20.000. À, 20.000 một túi ạ. Có đi kèm cả rau thơm nhỉ các bạn nhỉ? Có mà. Vâng. Cái này là chỉ về là ăn thôi đúng không? Đúng rồi, về mình nấu canh xương lên. Vâng. Thả vào. Vâng, thả chút xương nhỉ, làm nấu canh xương, nước dùng. Xương. À. Thích ăn chua thì cho nước chua. Vâng. Gọi là phở chua đấy đúng không nhỉ? Ở đây thì khu vực trong chợ thì bà con bày bán quần áo, sách vở rất là nhiều các bạn ạ. Ngoài ra thì ở bên này thì bà cũng bày bán bánh này các bạn này. Đấy, như quả bánh gói bằng lá chuối các bạn ạ. Bánh bột đấy. Đây thì những cái sợi phở và bánh rất là nhiều các bạn ạ. Bà hôm nay bán được đắt hàng bà? À, chưa bán ạ. À, đây là tôm mỡ hả bà? À, tôm mỡ lợn đen ạ. Cái này bán hay là để làm gì ạ? À, 20.000 một cân à? Một túi này 20.000 đấy nhỉ bà nhỉ? Vâng.
Ở đây thì Kỳ thấy là rất là độc lạ các bạn ạ. Ngoài ra thì các bà là lấy mơ để dán bánh rán thì có lấy thêm cả top mơ để bán cho mình nhá. Con cảm ơn bà nhá. Và tiếp theo thì lại di chuyển vào chợ này các bạn này. Chợ ở đây thì được bày bán quần áo các bạn ạ. Và con đi chợ cũng rất là nhiều. Mặt hàng quần áo thì các bạn có thể tha hồ lên đây để lựa chọn nha các bạn nhá. Tiếp này sang đây thì cũng mặt hàng bánh này các bạn này. Vâng. Báo này bán được đắt hàng không bà? Vâng. Đấy, những cái quả bánh rán rất là ngon các bạn ạ. Ở đây thì bánh rán là bao nhiêu tiền trước bà? 2.000 một cái. 2.000 một cái à? Cứ rán lên là phồng lên nhỉ bà nhỉ? Vâng. Cái này là gạo nương đấy à? Không, nương ruộng thì cũng miễn là gạo nếp ấy. À, miễn là gạo nếp là nó tự phồng ấy ạ. Nếu mà vâng. Con cảm ơn nhá. Đi ở trong này thì cũng rất là nhiều đồ này các bạn này. Ở đây thì bày bán xích nước này các bạn này. Các bạn ạ, thì tiếp tục mình lại đi vào cái khu vực trong chợ nha mọi nhá. Trong chợ này thì cũng bày bán rất là nhiều những cái mặt hàng các bạn này. À, ở trong này thì là một cái khu vực ăn sáng nhau nhá. Ở đây thì bà con ăn sáng rất là đông vui các bạn này. Ôi, ở đây chuối to nhỉ bà nhỉ? Cái quả chuối này to nhỉ bà nhỉ? Một bàn tay nhỉ bà nhỉ? Cái này nó gọi là chuối gì đấy bà? Chuối châu. À, chuối châu ạ. À, chuối châu mày ạ. To bằng cái sừng trâu bà nhỉ? Vâng. Bà đây thì có cái nải chuối rất là to các bạn ạ. Một cái quả chuối to bằng cái bàn tay của mình nhá. Thì tiếp theo thì mình lại đi vào đây. Đây thì khu vực ăn sáng này các bạn này. Đây bà con đang thưởng thức một chút phở rất là ngon này các bạn này. Ở đây thì bà con đang làm phở này các bạn này, rất là ngon này các bạn này. Những cái nồi nước dùng này các bạn này. Ăn sáng đây nhỉ? Có nắng quá không? À, có nắng quá không à? Ở đây thì mình thấy là bà là đang tráng bánh cuốn các bạn ạ. À, bà làm rất là chuyên nghiệp các bạn này. Cái khu vực bán bánh cuốn rất là ngon các bạn ạ. Bà bán được nhiều chưa bà? Bà bán à, bà này cũng bán được khá khá các bạn ạ. Ở trong này thì là khu vực bày bán hoa quả này các bạn này. Các em rất là xinh tươi đi chợ. Ở đây thì bán hoa quả rất là nhiều. Đây thì những cái chị rất là xinh gái thì mua được rất là nhiều đồ các bạn này. Đã đi vào trong khu vực này để ăn sáng các bạn nhé. Ở đây thì mình có phở gì hả cô? Chỉ có phở... Mấy người cầm một cái quay này các bà bớ ngớ lắm. Xương đuôi với chả. À, xương đuôi với chả. Và đây là phở sợi to nhỉ? Cái này làm thủ công đấy ạ? Vâng, làm thủ công đấy ạ. Vâng. Đây, những cái bát phở rất là ngon này các bạn này. Cái này là cô là người đồng bào dân tộc gì đấy ạ? À? Người Giấy. Người Giấy à? Cô ở nhà gần đây à? Vâng, nhà ở trong đây. Vâng. Bình dân ở đây thì có đông không bà? Vào cuối năm mới đông thôi. À. Mùa gặt. Mùa này là đang là mùa gặt bà nhỉ? Vâng. À. Đây bà làm những cái bát phở này các bạn này. Ăn bánh cuốn à?
đây. Các bạn ạ, thì cũng khá là đói rồi thì mình cũng vào đây thưởng thức một chút phở nha mấy nhá. Mấy anh em mình làm một bát phở ăn sáng rồi ạ, cũng chưa được ăn sáng. Nhưng cái bát phở rất là ngon này các bạn này. Các bạn ạ, thì bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái bát phở này nhá. Đấy, xin mời tất cả các bạn nhá. Những cái miếng thịt này các bạn này. Mình xin mời tất cả các bạn nhá. Khá là đậm đà các bạn ạ. Xong rồi ít tiêu các bạn ạ, ăn nó ngon, nó thơm. Nói chung là đi những cái phiên chợ cao các bạn thì bà con ở trên này là bao nhiêu toàn là mỗi những con lợn đi ăn, nên là ở đây thì bà con là rất là ngon, đậm đà các bạn ạ. Nhưng dùng rất là ok các bạn ạ, rất là ngon. Ủa, nóng quá các bạn ạ. Các bạn ạ, đi vào trong cái khu vực chợ thì ở bên này thì Kỳ thấy là bên này bày bán chài lưới này các bạn này. Những cái chài bắt cá này các bạn này. Đấy, chưa có xích nhau nhá. Và lưới đánh cá. Bà hôm nay là nhiều lưới đánh cá nhỉ bà nhỉ? Cái này là một tay dài hay là bà cắt đôi rồi ạ? Không, một tay đấy. Một tay dài à? Tay dài. Cái này bao nhiêu tiền đấy bà? Cái này 400. 400 ạ? 70 mét. Lưới rất là nhiều các bạn ạ. Những cái mặt hàng lưới đánh cá nhỉ bà nhá. Và đây thì những cái xúc cá này để làm những cái vợt xúc cá đúng không? Đấy, xài đấy các bạn này. Tiếp theo thì mình lại đi ra cái khu vực ngoài này thì bà con cũng đang lựa chọn quần áo này các bạn này. Và đây thì được bày bán những cái mặt hàng đồ tươi các bạn ạ. Thịt lợn đen. Thịt lợn đen thì bà con bày bán ở đây rất là nhiều này các bạn này. Tại thì bà con đang ra chợ mọi người ạ. Ra chợ rất là đông vui. Ở đây thì bà con bày bán rất là nhiều cốm này các bạn này. Đấy, những cái mặt hàng cốm rất là ngon các bạn ạ. Bánh phở này các bạn này. Có ép lâm tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao, lấy ngay. Sang đây thì mình thấy là bên này thì bà về bán những cái nải chuối các bạn ạ. Đấy, những cái nải chuối rất là nhiều, những cái quả chuối này, rất là ngon này các bạn này. Ngoài ra thì bà ở đây thì còn bày bán ớt nha mọi người nhá. Vâng, bà hôm nay bán được đắt không bà? Vâng, bà bán ớt đây à? Ở đây thì hôm nay thì không thấy cá bán nhỉ? Bán cá ấy. Ừ, bán cá hôm nay không có cá. Cá nướng ấy. Cá nướng buổi chiều ở đây mà hôm nay không thấy. Hôm nay không thấy nhỉ? Và chưa về đến thì sao đấy? Chắc tí nữa là đến đây nhỉ bà nhỉ? Tuần nào cũng ở đây bán. Tuần nào cũng ở đây ạ. Bà tuần nào bà cũng bán ở đây hết ạ. Và ở trong này thì bà cho cái quả gì đấy bà? Hạt sẻn mới ngon, tươm. Hạt sẻn ạ. Con có cái này thì con hợp. Không ngon bà nhỉ? Vâng, nó phải thơm mới ngon bà nhỉ? Ăn nó phải tê tê đúng không? Vâng. Cái này cho cái vâng, vâng. Cái này là bà tự làm hết nhỉ? Bà tự làm đi, chị cho tự làm đấy mà. Vâng, vâng. Già rồi, không biết làm cái gì. Vâng. Con cảm ơn bà nhá. Chúc bà bán được các hàng nhá. Vâng, con cảm ơn bà. Tiếp theo thì mình lại di chuyển sang cái bên này thì ở dưới này thì Kỳ thấy là bày bán ong nha mọi người. Xuống dưới này thì mình thấy ở đây thì bày bán ong này các bạn này. Những cái mặt hàng ong rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, ong này là ong đất các bạn nhá. Cái này có phải ong đất không nhỉ cô nhỉ? Ong đất đây nhỉ? Con to nhỉ?
còn rất là to các bạn ạ. Đấy, những cái mặt hàng nhộng này thì mang về nấu xào lên rang lên rất là ngon này các bạn này. Các bạn này nhìn những cái con rất là to. Cái này mình đi săn được đấy à? Đây là một tổ hay là hai tổ? Một tổ đấy ạ. Một tổ nhiều đấy ạ. Và thế cô bán được tí nào chưa? Bán rồi ạ? À, cái này là bao tiền cân à? 300 à? Bán cả cái vỏ này à? Hay là bán mỗi nhộng? À, 1 cân 300 nhá mọi nhá. Đây này, nhộng ong rất là nhiều các bạn ạ. Đúng là ong đất là con to nhỉ cô nhỉ? Và cô là người ở gần đây à? Phải không? À. Ở đây thì cô người đồng bào dân tộc gì đấy à? Cô Ngại mọi người ạ. Ông đang xem ra phát này các bạn này. Ong thì một con đi săn được rất là nhiều. Ở đây thì bày bán 300 nghìn một cân nhưng mà nhá. Thì con ong rất là to này các bạn này. Đấy, để mà con này đốt thì cũng phải nhập viện đấy mọi người ạ. Con rất là to. Vâng. Ông làm tí về ăn. Con này ong to nhỉ ông nhỉ? Nhộng rất là to các bạn ạ. Đây nhìn cái con mẹ này các bạn này. À đây là con non nhá mọi người. To nhỉ ông nhỉ? Đi đến cái bên này thì các cô cũng đổ xô ra chợ này các bạn này. Rất là đông vui này các bạn này. Con chào bà nhá. Bà hôm nay đi chợ mua gì đây? À đi bà đi chợ mua rau à? À mua được rau chưa bà? Mua được rồi. Và hôm nay là hai bà đi chợ mua rau luôn. À ở đây thì bà cạo cắt đầu à, cắt tóc à? À. À tức là cạo cho nó mát hay là mình ở trên này là mình phải như thế ạ? À người già là phải cạo cạo chọc đầu đấy ạ. Và nhưng mà để như này nó mát bà nhỉ? Vâng. À bà là cạo từ ngày xưa rồi ạ. Vâng. Ở đây thì cháu tưởng là mỗi đàn ông là cắt tóc thôi, đàn bà cũng cắt ạ. Có đàn bà người già này có cắt mà. À đàn bà người già là cũng có cắt ạ. À thế là bà là người đồng bào dân tộc gì đấy ạ? Dân tộc da đỏ. À dao đỏ ạ. À dao đỏ các bạn. Hôm nay thì các bà đã đi chợ là mua ớt này. Đấy. Mua rau mua ớt mà nhỉ? Và hôm nay là hai bà là đi chợ là đi mua rau mua ớt. Và con cảm ơn hai bà nhá. Và tiếp theo thì mình lại di chuyển sang bên này một chút thì bên này cũng bày bán rất là nhiều những cái mặt hàng rau củ quả này các bạn này. Những cái mặt hàng nông sản các bạn nhá. Ở đây thì bà con trồng được những cái củ gừng rất là to các bạn này. Rất là tốt luôn. Đây là ông ở đây là đang xem những cái mặt hàng ớt các bạn ạ. Các bạn ạ, đi sang bên này thì mình thấy là ở đây thì có những cái cây măng mai rất là to này các bạn này. Đấy, những cái cây này phải rơi vào tầm mét người ạ. Rất là to nha các bạn nhé. Và ngoài ra thì bà ở đây thì có bày bán những cái cây măng lứa. Măng lứa ở đây thì rất là nhiều các bạn ạ. Chị ở đây thì bán được lấy được nhiều măng lứa nhỉ? À, hai người đi một ngày ạ. Cái này là lấy từ chiều hôm qua hay là cả ngày hôm qua? Cả ngày hôm qua đi lấy. À, nhiều nhỉ? Thơm nhỉ? Và cái này là về mình luộc qua rồi đúng không? Và ở đây thì bán theo bó à? Bó là bao tiền đấy ạ? À? À, bó 10.000 nhá mọi người nhá. Những cây măng lứa rất là ngon này các bạn này.
lấy được nhiều nhỉ? Ôi cái này phải nhiều trăm chứ. À, thế là chị mới đến chợ đúng không? Đang bày hàng đấy. À, ở đây thì lại phải mặc váy thêm cả váy hả bà? À, mặc váy cho đẹp bao giờ? Vâng. Ở đây là phong tục ở đây là phải mặc váy hay là như nào bà? À, bởi vì em thấy là thấy bà con mặc quần rồi lại mặc thêm cái váy để làm những cái gì đấy ạ? À? Hay là phong tục ở trên này phải thế ạ? À, thấy là mặc theo phong trào đấy ạ? À? Vâng. À đây bà con mặc theo cái phong trào người ạ? À? Thế là chị là người Dao à? À người Mông à? À người Mông thì người ta mới mặc váy à? Thế người Mông có cạo chọc đầu không? À người Dao mới cạo chọc đầu ạ? À? Vâng vâng. Em cảm ơn nhá. Vâng. Ngoài ra thì bên này thì mình thấy là rất là nhiều những cái mặt hàng rau má mình ạ. Bên này thì rau má cũng nhiều nhỉ chị nhỉ? Vâng. Vâng, cái này cũng là của chị ấy à? À, cái này là túi bao tiền? À, 10.000 một túi à? Thế là vừa bán rau má, vừa bán măng, vừa bán ngô, lại vừa bán cái cây này là cây gì đấy ạ? Mồng à? À, cây mồng rồi ạ. Đấy. Rất là, chị rất là xinh gái, bán hàng rất là nhiều các bạn ạ. Vâng. Xíu nữa có gì em quay lại mua nhá. Vâng. Em cảm ơn nhá. Những cái mặt hàng rau má thì ở đây thì rất là tươi tốt này con này. Măng này con này. Ở đây thì bà con ở đây thì lấy trứng để ăn ăn sáng này à? À ăn trứng. À chưa ăn sáng này ăn trứng rồi ạ. Vâng. Chưa ăn sáng thì bà con lấy trứng để ăn tạm nha mọi nhá. Đây là một cái thổ ngô này qua này. Con bắt đi. Ngoài ra thì bên này thì kể đấy là những cái hoa đu đủ này các bạn này, những cái quả cà dại này, rau dớn này, xào lên rất là ngon nha mọi nhá. Đây là đủ combo luôn. Cái này thì bày bán su su này các bạn này, những cái quả su su và quả dưa chuột các bạn ạ. Đây là ngọn của cái cây gì đấy bà? À, ngọn của su su à? À ngọn của cái cây su su này các bạn này. À ở đây thì mình thấy là bà còn bán thêm cả ngọn rau lang đúng không bà nhỉ? Được cái món rau lang này với ngon này bà nhỉ? Đấy, cái bó rau lang rất là ngon này các bạn này. Đấy. Cái này về xào hoặc là về luộc này các bạn này. Bà hôm nay bán được đắt hàng không? À được một tí rồi ạ. Và hôm nay bà đi một mình nữa à? À đây là đưa cả chủ tịch đi chợ à? À đưa cả chồng đi chợ các bạn ạ. À, đi sang đây thì các chị là ở đây thì cũng bày bán măng này các bạn này. Ở đây các chị lấy được nhiều măng nhỉ? Vâng. À, các chị ở đây chắc lấy chồng hết rồi đúng không? À lấy chồng hết rồi. Ở đây thì bà con đi lấy được măng rất là nhiều. Cái này đi lấy một ngày hay lấy một chiều đấy ạ? À? Một ngày ạ? À? Một mình chị đi lấy à? Ôi được nhiều nhỉ? À, thế không? Một bao? À, thế là cái này phải lên trên đồi hay trên rừng mới có nhỉ? Vâng, trên rừng ạ. À, đi xa không? À, xa à? Thế có mang chồng đi theo không? À, lúc thì đi theo, lúc không đi theo ạ. À? À đi lấy măng là đứt tay nữa ạ. À? À, lúc là mang chồng đi theo lên rừng chơi. Thế hôm nay có mang chồng đi chợ không? À đi một mình nữa ạ. À? Chị ở đây thì tìm được những cái cây măng rất là ngon các bạn ạ.
Đây các chị rất là duyên dáng các bạn ạ, đi bán măng ở phiên chợ ngày hôm nay nhá. Đấy. Em cảm ơn các chị nhá. Vâng. Thì sang đây, chị ở đây còn bán rau à? À, cả rau cả măng. À, bán nhiều loại đấy. Bán nhiều loại nhưng mà không có tiền đấy. À, bán nhiều loại phải được nhiều tiền đấy nhở? Vâng. Thế kiểu là mùa này là đang là mùa gặt lúa nhỉ? Bà con đi gặt lúa hết rồi nhỉ? Vâng. À, chị gặt hết rồi ạ. À, chị hôm nay là năm nay được nhiều lúa không? Nhiều thóc không? Năm nay là thóc mới hết rồi, mới 20 bao rồi. 20 bao? Vâng. À, cái bao to to vàng vàng đấy à? Hay là... Ôi thế bao to đấy. Thế bao là 60 cân thôi. Thế ăn sao hết? Không biết đi là kiếm tiền đâu thì phải báo quỹ thì được tiền xa chứ. Vùng cao thì khổ lắm. À, người vùng cao lại khổ đó. Người vùng cao mới biết đi lấy măng này để bán này, trồng lúa này. Đấy. Nhưng mà đi như thế thì vất vả lắm nha trai ạ. Vâng. Đi như thế với được nhiều tiền chứ. À, đi như thế là không đủ ăn ạ. À. Không đủ ăn luôn, lại không có xa đi luôn, lại đi bụng nữa. Vâng. Ở đây thì nhà chị thì có trồng những cái thảo quả không? Không có thảo quả. À, thảo quả là không trồng à? À, vâng. Vì trồng thì lúc mà cũng phải ở thì cũng phải không biết là đi trồng thì bây giờ cũng phải bớt hết thì còn các cô thì không biết đi lại đâu ấy. Giờ là người ta lấy hết rồi ạ. Vâng, vâng. Tức là ngày xưa là có chồng đấy nhở? Ngày xưa thì có nhưng mà lại ông bán cho người ta hết thì không. À, tức là bán cho người ta hết ạ. Chắc là ngày xưa là rẻ nhở? Ngày xưa thì rẻ, bây giờ thì đắt lắm. Có khi nào là ngày xưa các cụ uống rượu với nhau là cũng được đổi ý nhở? Ở trên này có khả năng là thế nhở? Vâng. Em cảm ơn nhá. Chúc ba chị là bán được đắt hàng nhá. Vâng. Tiếp theo thì đi sang bên này thì ớt các bạn ạ. À, những cái mặt hàng ớt thì cũng khá là nhiều này các bạn này. Đấy, bà mua ớt à bà? Mua hộ người ta. À, mua hộ ạ. Ớt nhiều nhỉ bạn nhỉ? À, một bao này các bạn này. Đây. Và các bạn ạ, thì xuống cái khu vực dưới này thì mình thấy là ở đây thì bà con về bán những cái con giống này ạ. Những cái con gà giống, con ngan, con vịt này các bạn này. Rất là nhiều này các bạn này. Ngoài ra thì ở dưới này thì bà con đang tập trung để xem mua những cái con lợn giống nhỏ nhá. À, ở đây thì mình thấy là cái này là con rúi à hay là con chuột anh? À, con chuột à? Ồ, con chuột to đấy à? Chuột này chuột nuôi à? À, nuôi làm cảnh à? Cái này bán bao tiền con đấy à? 100.000 con ạ. Cái này để cái này không sợ nó chạy à? À, hiền à? À, ô cái con này đáng yêu nhở? Cầm được không? À, một con chuột con rất là đáng yêu này con này. Ôi. Hay nhỉ? Đấy. Con này đáng yêu các bạn ạ. Đây, con bé bé này các bạn này. Đấy. Rất là nhiều những cái con to. Con bé này bao nhiêu tiền? 50. À 50 à? Con to 100, con bé 50 các bạn ạ. Cái chợ này thì được bày bán rất là nhiều những cái con giống đẹp. Đấy. Có cả chuột chuột cảnh. Đây là nhà anh nuôi được nhiều không? À, cái này là mình lấy giống ở đâu vậy? À, tức là bắt được à? Bắt được là... À, tức là... À, họ nuôi, họ bán ạ? Này, cô ở đây là mua 1-2 con à? À, cô ở đây là mua 1-2 con các bạn nhé. Mấy con này mới đẹp này.
Đây, con này đẹp chú ạ. Đây, con bé bé này. Ấy. Con dưới hai con. Con này cụt cụt. Thêm một con đực, một con cái thì 200, con cái này không có con đực thì hai con cái thì chỉ còn là 150 nữa. Cô đây lấy mấy con cô? À, cô lấy hai con to à? À, con này rất là to này con. À, con nào cũng to. Thế hôm nay là anh mang đi nhiều không? Hay là mang tầm này thôi? À, 12 con ạ. À, thế bán gần hết rồi nhỉ? Nhạy nhỉ? Em nay là đưa cả vợ đi chợ này. Thế là bán này được nhiều tiền ông nhỉ? Nhiều chứ, phải bán được nhiều tiền. Có khi là ông con mình cũng phải chuyển nghề đi bán chuột để nhiều tiền. Bán chuột này kiếm bán gì nhiều kiếm tiền ăn nhỉ? Vâng. Mỗi con lãi 200. Mỗi con cũng được khá khá đấy các bạn ạ. Ở đây thì mình là người Dao à hay là người Mông à? Mông. Người Mông à? Có Dao Mông với Giấy. À Dao Dao Mông với Giấy ạ. À. Có người Tây không ạ? À? Không có đâu. À người Mông là người à người Mông là Chipo đấy nhỉ? Vâng. À Chipo các bạn ạ. À. Em cảm ơn nhá. Đi ở dưới này thì những cái mặt hàng những cái con chó con các bạn ạ. À. Đấy những cái con chó con rất là nhiều các bạn này. Các bạn có thể thao hồ lên đây để lựa chọn những cái con chó giống mang về nuôi các bạn nhé. Chó này, ngoài ra thì ở đây lợn. Đấy, những cái con lợn giống rất là nhiều các bạn ạ. Đây các bà là đang xem này các bạn này. Xem những cái con lợn giống này. Ở đây thì cũng có hai chú lợn rất là đẹp. Lợn này lợn của chú à? Chú bán bao nhiêu tiền con này? Bao nhiêu ạ? Một cân 120 ạ. À, bán theo cân à, không bán theo con à? À con là bao nhiêu tiền? Con thì chỉ tiêu 2 triệu. 2 triệu con à? À 2 triệu con. Con này cũng to phết nhỉ chú nhỉ? Vâng, một con lợn bản đen. Rất là to này các bạn này. Chú bán được mấy con rồi? Bán được một con rồi. À bán được một con rồi à? Vâng. Cái này là về làm giống hoặc là lợn cắp nách được không nhỉ? À. Lợn trên này là ăn cắm cỏ cắm ngô ấy nhỉ? Cái này lợn hả chú? Ừ, lợn bản luôn đấy. Lợn bản xịn luôn ạ. Đúng, chuẩn đấy. Một triệu ba một con à? À, 1,3 triệu một con lợn con nha mấy đăng. Và đây ở đây thì chú đây thì có đóng trong những cái bao các bạn ạ. Này để thò ra mỗi cái mỏ nhá mọi người. Cái này là ông với bà là mua về nuôi hay là mua về thịt à? À mua về nuôi à? Nuôi để làm giống đấy ạ. Và ở đây thì là một cái mô hình và con bày bán lợn những cái con giống các bạn ạ. Ở đây thì cô cũng rất là nhiều những cái con giống này các bạn này. Cô này bán được nhiều lợn nhá. Toàn là lợn đen mà kìa. À, các bạn ạ, thì video của mình đến đây là kết thúc nhé. Các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Và đừng quên chia sẻ để mình có thêm những cái động lực mình đi khám phá những phiên chợ tiếp theo nhé. Bye bye tất cả mọi người nhé.